Rồi, bây giờ thì giúp dẫn cho em phần trình diễn ngay bây giờ của một trong số những ca sĩ đã nổi tiếng từ thời em bé ở Việt Nam. Tôi nói lên TV rần rần, cặp chị em rất nổi tiếng, dễ thương, ca hay. Bây giờ là giọng nói quen thuộc của đài phát thanh quê hương, gọi là Phật tử hát chùa. Ta nói hát chùa, ISO còn hơn Mai Thiên Vân nữa quá vậy. Giúp giùm em phần trình diễn cho bây giờ Phật tử của chùa của mình, Mãn Hiền Quang, nữ ca sĩ Bảo Ngọc. Em lên đây. Tựa đề Lạy Phật.